Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái thiết bị trồng rau ở trong nhà này mà mình mới mua. Đây là cái thiết bị trồng rau thủy canh mà nó dùng ánh sáng nhân tạo bằng cái đèn LED. Thì mình mua để trồng thử nghiệm qua cái mùa đông này coi nó ra sao. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra coi nó có gì nha. Đây là cái khuôn mà mình cần phải gấp lại. Đây là cái bóng đèn LED. Đây là cái chỗ mà để mình đổ nước mình trồng nè. Cái khung này mình cần phải gấp lại nha. Rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình sẽ gấp lại. Cái này nó làm bằng tre. Nhìn cũng rất là đẹp. Bằng tre thì nó rất là bền. Rồi để mình gấp lại rồi mình cho mọi người xem nha. Đây là những cái thành phần ở trong hộp mà mình cần phải gấp lại nè mọi người. Thì nó chỉ có 4 miếng. Cái phía dưới nè, cái này là cái phía dưới. Hai cái miếng hai bên. Và cái này là phía trên, cái này là cái bóng đèn này để mình trồng rau nè. Cái này ở trên nó sẽ chụp xuống nha. Cái này nó chụp xuống. Này nằm phía trên. Còn cái hộp này là cái hộp để mình trồng rau nè. Ở trong thì nó có cái này là cái phân để mình pha vô nước mình trồng. Cái này là cái điện ha. Có mấy con ốc để mình bắt lại nè. Và mấy cái ly để mình ghim vô mình trồng nè. Cái này có mấy con ốc, mình gắp lại cũng đơn giản thôi. Rồi vậy đó. Cái này là cái để phía dưới mà chắc mình cũng không cần đâu. Tại mình có thể để rau ở phía dưới này thì ánh đèn nó chiếu xuống, cho nên mình cũng không có cần miếng này đâu. Chắc mình để tạm nó như vậy, mình thử nghiệm thôi. Còn cái phần này là cái phần ở dưới này để trồng rau, nhưng mà mình chưa muốn áp dụng cái thủy canh này. Tại mình không thích những cái phân nhân tạo, cho nên mình sẽ trồng bằng cái đất của mình để những cái chậu rau của mình như thế này. Cái này là phía sau, nó có cái chỗ mình mở đèn và tắt đèn nè, và có cái chỗ mình ghim điện vô. Điện này là 24V, 24W, có nghĩa là nó xài 1A nha. Thì bây giờ mình sẽ ghim này cho mình mở đèn cho mọi người xem thử nha. Đó, mình có thể để những cái chậu rau của mình ở dưới này. Thì cái phần này mình cũng không cần đâu, mình thấy nó không cần thiết đâu. Mình có thể bỏ cái phần này qua bên. Thì những cái chậu rau mình có thể để phía dưới này. Mọi người thấy nó ánh sáng này là ánh sáng nhân tạo, cho nên mình không có cần ánh sáng ở ngoài. Thì cái này mình có thể trồng ngày trồng đêm luôn được nha. Thì đây là lần đầu tiên mình trồng đây, mình cũng chưa có trồng qua cái loại này, cho nên mình cũng không biết cái hiệu quả nó như thế nào.
thì dòng mọi người sẽ theo dõi mình để coi kết quả của nó ra sao nha. Ánh đèn thì nhìn cũng rất là sáng. Để mình quay phía dưới cho mọi người coi cái màu ánh đèn của nó nha. Đây là hệ thống đèn của nó nè mọi người. Con đèn LED có hai màu, màu trắng và màu đỏ. Nhưng mà người ta nói là nó có full spectrum, có nghĩa là nó có hết những cái tần sóng của ánh sáng nha. Thì cái màu sáng của nó cũng ấm, chứ nó không có màu đỏ. Thì mình sẽ thử nghiệm trồng qua mùa đông coi ra sao. Tại vì mùa đông bên Anh Quốc cái ngày nó rất là ngắn. Buổi sáng thì 8-9 giờ nó mới sáng, còn buổi chiều khoảng 3 giờ là mất mặt trời rồi. Nó tối rồi cho nên mình trồng rau ở ngoài sân không có được, mà lạnh quá trồng cũng không được luôn. Cho nên mình mua cái này mình thử nghiệm thôi. Thì hy vọng mùa đông này sẽ có rau ở trong nhà. Trồng những cái chậu nhỏ nhỏ thử nghiệm thôi. Cái thiết bị này thì nó cũng không có lớn lắm. Nó thiết kế cho mình để trong nhà bếp để mình trồng rau và thu hoạch trực tiếp để mình có rau tươi quanh năm. Thì cái chiều cao của nó là 4 tấc 3, còn phía dưới là 3 tấc 8, 3 tấc 8 vuông. Thì mình có thể để được những cái chậu rau nhỏ nhỏ thôi. Thì nhìn thấy cũng rất là có lý, nhưng mà mình chưa trồng qua lần nào cho nên hy vọng là nó sẽ có kết quả tốt. Mình để thử hai cái chậu rau dưới này cho mọi người hình dung cái kích thước của nó ha. Thì dưới này mình có thể để được 6 chậu rau cả này. Cái này ha, một hàng 3 chậu. Thì mình có thể để được 6 chậu. Còn nếu mà cái chậu rau của mình cao, mình có thể nâng cái này lên. Cái này mình có thể để cao lên, nâng cao lên được. Cho nên những cái loại cái chậu lớn mình có thể nâng cao lên. Thì thấy cũng có lý lắm. Bây giờ mình kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình. Nếu mà thích cho mình xin cái like và đừng quên đăng ký kênh để đón xem video mới của mình. Mình tên là Thanh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.